Pháp vương vô thường tôn tam giới vô luận thất nhân chi đạo sư tự sanh chi từ phụ nhất niệm năng diện tam kỳ nghiệp ma sân dưỡng nhược tan thản ức kiếp ma mạc năng lệ sợ lệ thanh không tịch cảm ứng đầu giáo năng tư nghị đạo tràng như đệ châu thập phương chư Phật anh hiện trung mê ngã thân Phật tiền đầu diễn tiến thúc quy lệ tâm đảnh lệ nam mô thần không biển hóa hiện vị lai thập phương chư Phật tôn Pháp hiện thánh tăng thường trú tam bảo Ê, tâm đảnh lệ nam mô ta bà giáo chủ điệu ngự sư thinh ca mâu ni phật long hoa giáo chủ di lặc tôn phật Thế văn thủ sư lợi Bồ Tát đại hạnh phổ hiền Bồ Tát chư tôn Bồ Tát linh sơn hồi thượng Phật Bồ Tát Ye tâm đảnh lệ nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi a di đà phật đại bi quang thế âm bồ tát đại thế chí bồ tát Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Nhương chi tình thủy biển sải tam thiện thành không ba đức lời nhân thiên giới quảng tăng diễn diễn tội tiểu khiến hoa diệm hoa hồng liên nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát Nam Mô Thượng Phật Bồ Tát
thiên thủ thiên nhãn bồ ngài đại bi tâm đà ra ni nam mô a ca ra đạt na đa ra dạ 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 bà lô kiên đề thượng bán ra dạ bồ đề tăng đồ bà giám ban hà tăng đồ bà giám ma ha ca lô ni đa vàng về soi đang na đang thọ nam mô tăng kiết lần đợi mong ma rì gia bà lô kiến đê thân phật ra lăng đàm bàn rì hê rì ma hai bàn đa sa mê tác bà tha đâu dù bàn a thề dựng tác bà tác đa na ma bà già điện thang na bà lô hê lô ca đề ca ra đề diễn hê rị ma ha bồ đề tát đó tát bà ma ra ma ra đề đà dân gô lô yết mong đồ lô đồ lô phát xà gia đế ma ha phát xà gia đế đà ra địa rị đi ra ya ra ma ma pha ma ra mùng đê lệ ngê hê thất na sa sâm phật ra sa lời ra ya ra ô rô rô ma ra ô rô rô hê rì ta ra tất rì tô rô bồ đề gia bồ đề gia ye đê rì a na ra cân đê đê rì sáng ni nam ba dạ ma na tam ba tất đà dạ tam ba ma ha tất đà dạ tam ba ha tam bàn ra dạ tam ba na ra cân đê tam ba ma ra na ra tam ba ha tất ra tăng a mục khê dạ tam ba tam ba tam bà gia kiết đàng tất đà dạ tam bà ba đà ma yên tất đà dạ tam bà đang ra cẩn trì bạn đà ra dạ tam bà ha ra dạ tam bà nam mô ẩn ra đàn nam đa ra dạ dạ nam mô a rị gia bà lô kiến đê thức bạn ra dạ tam bà ha đa ra bà xà giang tam bà tất cả thiền đô mãn đa ra bà xà giang tam bà tất cả thiền đô giang tam bà ha nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật nam mô bổn sư Mâu Ni Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khai kinh kệ vô thượng thầm thâm vi diệu pháp ba thiên vàng kiếp nan tao ngộ vâng đất thọ trì nguyện giải Như Lai chân thiệt nghĩa nam mô hồng danh hội thượng Phật Bồ Tát nam mô hồng danh hội thượng Phật Bồ Tát hồng danh hội thượng Phật Bồ Tát hồng danh bửu sám đại từ đại bi mẫn chúng sanh đại hỷ đại xá thế hầm thực quang minh di từ nghiêm đề đứng thí tâm quy mạng đề quy kim cang thượng sư quy Phật quy pháp kim phạt tâm bất vệ tự cầu nhượng thiên phượng bảo thịnh vạn duyên giác nại chí quyền thừa chư vị Bồ Tát
Thừa Phật Bồ Đề tâm nguyện giữ pháp giới chúng sanh nhất thời đồng đất A Nậu Đa La tâm hiểu tâm Bồ Đề. Tam phương tận hư không giới nhất thiết chư Phật. Nam mô Quý Vị thập phương tận hư không giới nhất thiết tôn pháp Bà. Nam mô Quý Vị thập phương tận hư không giới nhất thiết hiện thánh tăng. Nam mô Như Lai ứng cúng chánh biện trí minh. Thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trường phố thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Phần thân thanh tịnh tự lưu ly Phật diện gió như mạng nguyệt huy. Phật tại thế gian thường cứu khổ, Phật tâm vô sư bất từ bi. Ê, tâm đảnh đề nam mô phổ quang Phật. Chỉ tâm đảnh đề nam mô phổ minh Phật. Chỉ tâm đảnh đề nam mô phổ tịnh Phật. Chỉ tâm đảnh đề nam mô đàm ma la bạc chiến đàn hướng Phật. Chế tâm đảnh đề nam mô chiên đàn quang Phật. Chế tâm đảnh đề nam mô chiên đàn quang Phật. Chế tâm đảnh đề nam mô ma ni tràng Phật. Chỉ tâm đảnh lệ nam mô quang hỷ tạng ma ni bảo tích Phật. Chỉ tâm đảnh lệ nam mô quang hỷ tạng ma ni bảo tích Phật. Chỉ tâm đảnh lệ nam mô nhất thiên thế gian nhạo kiến thượng đại tinh tấn Phật. Chỉ tâm đảnh lệ nam mô những tia thế gian vào kiến thượng đại tinh tấn Phật. Chỉ tâm đảnh lệ nam mô ma ni tràng đăng quang Phật. Chỉ tâm đảnh lệ nam mô huệ cử chiếu Phật. Chỉ tâm đảnh lệ nam mô huệ cử chiếu Phật. Chỉ tâm đảnh lệ nam mô hải đức quang minh Phật. Chỉ tâm đảnh đề nam mô kim cang lão cường hồ tán kim quang Phật. Chỉ tâm đảnh
Chỉ tâm định đề Nam mô Đại Cường Tinh Tấn Dòng Mạnh Phật. Chỉ tâm định đề Nam mô Đại Bi Quang Phật. Chỉ tâm định đề Nam mô Từ Lực Vương Phật. Chỉ tâm định đề Nam mô Tự Tạng Phật. Chỉ tâm định đề Nam mô Chiên Đàn Khúc Trang Nghiêm Thắng Phật. Chí tâm định đề Nam mô Hiền Thiện Thủ Phật. Chí tâm định đề Nam mô Thiện Ý Phật. Chỉ tâm định đề Nam mô Quảng Trang Nghiêm Vương Phật. Chỉ tâm định đề Nam mô Kim Hoa Quang Phật. Chỉ tâm định đề Nam mô Bảo Cải Chiếu Không Tự Tại Lực Vương Phật. Chỉ tâm định đề Nam mô Bảo Cải Chiếu Không Tự Tại Lực Vương Phật. Chỉ tâm định đề Nam mô Hư Không Bảo Hóa Quang Phật. Chỉ tâm định đề Nam mô Lưu Ly Trang Nghiêm Vương Phật. Chỉ tâm định đề Nam mô Phổ Hiền Sắc Thân Quang Phật. Chỉ tâm định đề Nam mô Bất Đồng Trí Quang Phật. Chỉ tâm định đề Nam mô Bất Đồng Trí Quang Phật. Chỉ tâm định đề Nam mô Hạnh Phúc Chúng Ma Vương Phật. Chí tâm định đề Nam mô Tại Quang Minh Phật. Chí tâm định đề Nam mô Trí Tuệ Thắng Phật. Chỉ tâm định đề Nam mô Di Lặc Tiên Quang Phật. Chỉ tâm định đề Nam mô Di Lặc Tiên Quang Phật.
chỉ tâm đảnh lễ Nam Mô Thiện Tịch Nguyệt Cấm Diệu Tôn Trí Vương Phật. Chỉ tâm đảnh lễ Nam Mô Thế Tịnh Quang Phật. Chỉ tâm đảnh lễ Nam Mô Long Chủng Thường Tôn Vương Phật. Chỉ tâm đảnh lễ Nam Mô Nhật Nguyệt Quang Phật. Chỉ tâm đảnh lễ Nam Mô Nhật Nguyệt Châu Quang Phật. Chỉ tâm đảnh lễ Nam Mô Tuệ Tràng Thắng Vương Phật. Chỉ tâm đảnh lễ Nam Mô Sư Tử Hậu Tự Tại Lực Vương Phật. Chỉ tâm đảnh lễ Nam Mô Diệu Âm Thắng Phật. Chỉ tâm đảnh lễ Nam Mô Thượng Quang Tràng Phật. Chỉ tâm đảnh lễ Nam Mô Quan Thế Đăng Phật. Chỉ tâm đảnh lễ Nam Mô Về Quái Đăng Vương Phật. Chỉ tâm đảnh lễ Nam Mô Pháp Thắng Vương Phật. Chỉ tâm đảnh lễ Nam Mô Tu Di Quang Phật. Chỉ tâm đảnh lễ Nam Mô Tu Ma Na Hòa Quán Phật. Chỉ tâm đảnh lễ Nam Mô Ngưu Đàm Bát La Hoa Thù Thắng Vương Phật. Chỉ tâm đảnh lễ Nam Mô Đại Nguyện Lực Vương Phật. Chỉ tâm đảnh lễ Nam Mô A Xúc Tỳ Ngoan Hỷ Quang Phật. Chỉ tâm đảnh lễ
Nam Mô Vô Lượng Âm Thanh Vương Phật. Chị Tâm Đánh Lệ Nam Mô Tài Quán Phật. Chị Tâm Đánh Lệ Nam Mô Kim Hải Quán Phật. Chi Tâm Đảnh Đề Nam Mô Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương Phật. Chi Tâm Đảnh Đề Nam Mô Đại Thông Quang Phật. Chị Tâm Đảnh Đề Nam Mô Nhất Thiết Pháp Tràng Mãn Vương Phật. Chị Tâm Đảnh Đề Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Chị Tâm Đảnh Đề Nam Mô Kim Cang Bất Hoại Phật. Chị Tâm Đảnh Đề Nam Mô Bảo Quang Phật. Chị Tâm Đảnh Đề Nam Mô Long Tôn Vương Phật. Chị Tâm Đảnh Đề Nam Mô Tịnh Tấn Quân Phật. Chị Tâm Đảnh Đề Nam Mô Tịnh Tấn Hỷ Phật. Chị Tâm Đảnh Đề Nam Mô Bảo Hóa Phật. Chị Tâm Đảnh Đề Nam Mô Bảo Nguyệt Quang Phật. Chị Tâm Đảnh Đề Nam Mô Hiện Vô Ngu Phật. Chị Tâm Đảnh Đề Nam Mô Bảo Nguyệt Phật. Chị Tâm Đảnh Đề Nam Mô Vô Cấu Phật. Chị Tâm Đảnh Đề Nam Mô Ly Cấu Phật. Chị Tâm Đảnh Đề Nam Mô Giọng Thí Phật.
chí tâm đảnh lễ Nam Mô Thanh Tịnh Phật. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Thanh Tịnh Thí Phật. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Tà Lưu Na Phật. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Thủy Thiên Phật. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Kiến Đức Phật. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Chiến Đàn Công Đức Phật. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Vô Lượng Cúc Quang Phật. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Quang Đức Phật. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Phổ Ngưu Đức Phật. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Na La Diên Phật. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Công Đức Hóa Phật. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Liên Hoa Quang Vũ Hỷ Thần Thông Phật. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Tài Công Đức Phật. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Đức Niệm Phật. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Thiện Danh Xưng Công Đức Phật. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Hồng Diễm Đế Tràng Vương Phật. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Thiện Du Bộ Công Đức Phật. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Đấu
chiến thắng Phật. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Thiện Du Bồ Phật. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Châu Tráp Trang Nghiêm Công Đức Phật. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Bảo Hoa Du Bồ Phật. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Bảo Liên Hoa Thiện Trụ Ta La Thọ Vương Phật. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Bảo Liên Hoa Thiện Trụ Ta La Thọ Vương Phật. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật. Như thị đẳng nhất thiên thế giới chư Phật Thế Tôn thường trụ tại thế, thì chư Thế Tôn đương từ niệm ngã nhường ngã như linh tiền, thì sanh tự dĩ lai sợ ta chúng tội nhược tự tác nhược giáo thà ta kiến tác tùy hỷ nhược pháp nhược tăng nhược tứ phương tăng Phật nhược tự thú nhường giáo tha thủ kiên thủ tỳ hỷ ngũ vô gián tội nhược tự tác nhược giáo tha tác kiên tác tùy hỷ thập bất thiền đạo nhược tự tác nhược giáo tha tác kiên tác tùy hỷ hoàng hữu phu tạng quang băng phu tạng ưng đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh chữ dư ngạ thủ biên địa hà tiền cập miệt để xa như thì đặng xứ sợ kim giai sám hối kim chư Phật Thế Tôn đường chướng tri ngạ đường ức niềm ngạ ngã phục ngữ chư Phật Thế Tôn thiền tác như thị ngôn nhược ngã tử sanh nhược thế quang thủ tánh giờ nãy chi thi dự sụng sanh như ca đoàn chi tử hoặc tu tịnh hành sở hữu thiền căn thành tựu chúng sanh sở hữu thiền thiện căn âm vô thượng trí sở hữu thiện căn nhất thiết hiệp tập vào kế trụ lưỡng giai tất hồi hướng nga nậu đa la tâm biểu tam bồ đề như thầy hỏi hướng chung tội giải sám hối chữ phước tận tùy hỷ
Thịnh Phật công đức nguyện thành vô thường trí khứ lai hiện tại Phật ngự chúng sanh tối thắng vô lượng công đức hài. Sở hữu thập phương thế giới trung tâm thế nhất thiết nhân sư thường hạ dị thanh tịnh thân hướng nghi nhất thiết biên lệ tận vô dư phổ hiện hành quyến quay thần lực phổ hiện. Nhân thân phùng hiển sát trần thân nhân nhất biên lệ sát trần Phật ngữ nhất trần trung trần số Phật các sư Bồ Tát chúng hội trung vô tầng Phật giới trần diệt nhiên thần tín chư Phật dài xuống mãn các chị. Chân vô tầng nhiều mong từ tầng ư vệ lại nhân thiết kim ta phần thâm tâm công đức hài dị chư tối tăng diệu hoa mang kỹ nhãn đồ hương cập tàng cái như thì tối tăng trái nghiêm cụ ngại dị. Tôi tháng ni phụng tôi tháng hương mà hương thiếu hương dự đăng chúc nhất giai như diệu cao tù ngạ tập cung dường chữ như lai ngại dị quang đại thắng dài tâm thanh tiện nhất thiết tam thề Phật. Bồ biên cung dường giữ như lai ngà tinh sợ tạo chương nga nghiệp giải do vô thị tham sáng chia tổn thân người chỉ sợ sẵn như cái thiết ngà kiềm dài sám hối. Hồng cầm vô hồng nhân thiên như lai giữ Bồ Tát sở hữu công đức giai tùy thập phương sở hữu thế gian đang tội sở thành thựu Bồ Đề Gia. Nguyện thành duyên ngữ vô thường diệu pháp luân dư Phật nhược dục tỷ niết bàn ngã tất chi thành di khuyến thành di nguyện trụ trụ sát trần kiếp lơ lạc nhất thiết chư chúng sanh. Chân hữu lễ tăng cung dường phước tinh Phật trụ thế chuyển pháp luân tùy hỷ sám mối chư thiện căn hồi hướng chúng sanh cập Phật đạo nguyện tương di thừ tháng công đức hồi hướng vô thượng chơn Phật giới. Nhà nhĩ đế dùng thông tam mũi ngân như thì vô lượng công đức hải ngạ kim giai tất tận hồi hướng sở hữu chúng sinh thân khẩu ý kiến hoặc đàn ban ngà Phật đặng như thì như thiết chư nghiệp chương. Niệm niệm trí châu ư pháp dơ quan đồ chúng sanh dài bận thôi nãi chi ư không thể dự tận chúng sanh cấp nghiệp phiền não tận như thì tử pháp quảng phố biên nguyện kiếm hồi hướng diệt như thì. Nam mô đại hạnh phổ hiền Bồ Tát, Nam mô đại hạnh phổ hiền Bồ Tát. Ma ha bát nhã ba la mật đà tâm kinh quang tự tại Bồ Tát thành thầm bát nhã ba la mật đà thời chiếu kiến ngụ quận giải không đồ nhất thiết khổ ra xá nợ tư. Sang sang tương thì không gống tương thì sang thọ tương hành tương diện phụng như thì xa lớn từ thì chữ pháp không tương bất sanh bất diệt bất câu bất tình bất tăng bất giảm thì cố không trúng vô sắc vô thọ tường. Thân hệ vô sát tình hương về xuống pháp vô nhàn giới này chỉ vô ý tức giới vô vô minh diệt vô minh tầng này chỉ vô lợi tử diệt vô lợi tử tăng vô khổ thập diệt đạo vô trí diệt vô đắc. Bồ đề tam đà hi ba nhã ba la mật đà cổ tâm vô quái ngài vô quái ngài cổ vô hữu hùng vô biển lý điên đàm mộng tượng cứu cách niết bàn tam thế chư Phật. Bạn đa ô đắc ca nào đa la tâm yêu tâm bồ đề ứng tri ban nhãn ba la mật đa thị đại thần chú thị đại minh chú thị vô thường chú thị vô đằng đằng chú năng trừ nhật thiết khổ. Thiên ba nhã ba la mật đà vô tình thiên vô biên đề đề ba la yên đề ba la tăng yên đề bồ đề tam ba yên đề đề ba la hiệp đề ba la tăng yên đề bồ đề ba la yên đề ba la tăng yên đề bồ đề tam ba vãng sanh quý ca định giờ ngôn nam mô a di đà bà già đà tha già đà điệp già ta di rì đồ bà tỳ
ba đề a di đề đa tỳ ca lan đế a di đề đa tỳ ca lan đa dạ di ni dạ dạ đa di đa ca lệ tam bà hà nam mô a di đà bà dạ đa tha dạ đa dạ đa điệt dạ tha di đề đa tấn đam ba đề a di đề đa tỳ ca lan đế a di đề đa tỳ ca lan đa dạ di ni dạ dạ na di đa ca lệ tam bà hà nam mô a di đà bà dạ A di đà đôn bà tỳ a di đà đa tát đâm bà tỳ a di đà đa tỳ ca lan đế a di đà đa tỳ ca lan đa dạ di đà dạ dạ na di đà ca đề ta bà a di đà phật thân kim sắc tương hào quang minh vô đẳng luân bạch hào di ham mong trần thanh tư đại hải quang trung hòa phật vô số ước hóa bồ tát biên tứ thập ba nguyện độ chúng sanh cửu phẩm hàm linh đăng bì ngạn nam mô tây phương cực lạc đại bi di đà phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô nam mô a di đà phật 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 Phật Nam Mô A Di Đà 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 Phật Nam Mô Phật Nam Mô A Di Đà 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 Phật Nam Mô Phật Nam Mô A Di Đà 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 Phật Na Phật Nam Mô A Di Đà 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 Phật Phật Nam Mô A Di Đà 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 Phật Nam Mô Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô. Na Phật Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Đại Bi Âm Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chi Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chi Bồ Tát, Nam mô Tạng Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Dùng Bồ Tát, Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Đệ tử chúng con từ vô thị gây bao tội ác bớ lầm mê đắm trong sanh tử đã bao lần nay đến trước đại vô thượng giác biển trần đang với sinh linh vô số điêu tàn sống u hoài trong kiếp lâm than con lạc lõng không nhìn phương hướng đang con dài từ lâu vất vưởng hôm nay về nập bóng tự quán lạy Phật tổ soi đường dẫn bước bao tội khổ trong đường ác trượt vì tham sân si mạng gây nên thì hôm nay giữ trọn lời nguyện Thọ tri Phật quang minh như nhật nguyệt từ bi vô lượng cứu quần sanh ôi từ lâu ba chốn ngục hình giam giữ mãi con nguyện ra khỏi theo gót ngài thiền tử vương bên ai hạ nhớ lời ngài bớ giá không xa hành thập thiện cho đời tươi sáng bỏ việc ác cho đời quang đãng phàm nhân lời ngọc vàng ghi mãi bên đồng con nguyện đứa sông đời rộng rãi con niệm Phật để đồng nhớ mãi hình bóng người cứu khổ chúng sanh để theo ngài chúng con khổ nguyện xin cứu khổ chúng con khổ nguyện xin tự độ ngoài tham lam sân hận ngập trời phá si mê trí tuệ tuyệt vời con nhớ Đức Di Đà Lạc Quốc Phật A Di Đà Thân Kim Sạch tướng tốt quang minh tự trang nghiêm bạch hào bốn biển lớn trong ngần mặt biết trong hào quang hóa vô số Phật vô số Bồ Tát hiện ở trong 48 nguyện độ chúng sanh chín phẩm sen vàng lên giải thoát quy mạng lễ A Di Đà Phật thế giới an lành con nay xin phát nguyện vãng sanh cuối xin đức từ bi tiếp mở độ sám hối công đức thù thắng hạnh vô biên thắng phước giai hồi hướng phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh
Quan Phật sáng ơi, nguyện tiêu tám chương trừ phiền não ơi, nguyện đắc trí tuệ chứng minh liễu mà chương thoát tiêu trừ thế thế thượng hành Bồ Tát đạo, nguyện sanh Tây phương tịnh độ chúng ma. Bề phù mẫu qua khai kiến Phật hộ vô sanh nê bậc thôi Bồ Tát vi bản lữ, nguyện dị thứ công đức phổ cập mư nhất thiết ngà đặng dự chúng sinh giai công thành Phật đạo. Nam mô Trung Thiên Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật Tát Đại Chứng Minh. Phục nguyện Tam Bảo Chứng Minh Oai Thần Hồ Niệm Bồ Tát Thinh Văn Phạm Vương Đế Thích Tư Thiên Vương Chúng Thiên Long Bát Bồ Hộ Pháp Thần Vương Nhất Thiết Thiện Thần Đồng Thị Gia Hộ. Từ thời Việt Nam Quốc Bà Rịa Vũng Tàu tỉnh Phú Mỹ thị xã Châu Pha xã. Hôm nay ngày 29 tháng 4 năm Tân Sửu 2021, hiền tiền đệ tử chúng con cung đối Phật tiền thành tâm lễ Phật sám hối nguyện hồi hướng công đức thường giúp Phật Nhật Tăng Huy Pháp Luân thường chuyển phong điều vũ thuần quốc thế dân an vạn hòa đốn thức thế giới hòa bình chúng sinh an lạc dịch bệnh tiêu trừ nhà nhà ấm no hạnh phúc người người được bình yên phước lợi. Nguyện hồi hướng công đức cầu siêu độ phục vị chư vị tiên linh hương linh cửu quyền thất tổ chư vị tiên linh hương linh kỷ quy thiên long tử chư vị âm linh âm hồn cô hồn hoành hồn hàng xa chiến sĩ trận vong đồng bào tử nạn chiến tranh tử nạn thiên tai tử nạn dịch bệnh tử nàng đáng đáng chư tiên linh hương linh. Chương linh kỷ quy thiên long tử chư vị âm linh âm hồn cô hồn hoành hồn đáng thừa tư công đức lai đạo Phật tiền thỉnh pháp văn kinh. Tóc xã ta bà táo đăng thịnh độ phổ nguyện chuyển mê khai ngộ bạc khổ quần sanh đông tây nam bắc bài chiến đao binh pháp dơ hữu tình đồng thanh Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Từ quý Phật đương nguyện chúng sanh thế giới đại đạo Pháp vô thượng tâm.
Thờ quý pháp được nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải. Từ quý tăng được nguyện chúng sanh thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.